tất cả chư phật dùng cảnh giới cõi phật vì chúng sinh làm phật sự tất cả chư Phật nghiêm tịnh cõi Phật vì chúng sinh làm Phật sự tất cả chư Phật im lặng không nói vì chúng sinh làm Phật sự đó là 10 Phật tử chư Phật thế tôn có 10 thứ pháp tối thắng những gì là 10 đó là tất cả chư Phật đại nguyện kiên cố không thể trở ngại phá hoại được đã nói thì làm lời nói không hai tất cả chư Phật vì muốn viên mãn tất cả công đức hết kiếp thủa vị lai tu bổ tát hạnh không sinh giải đãi tất cả chư phật vì muốn điều phục tất cả chúng sinh nên đến bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới như vậy để vì tất cả chúng sinh mà không đoạn tuyệt tất cả chư phật đối với hai loại chúng sinh tin và hủy báng đại bi quán khắp bình đẳng không khác tất cả chư phật từ lúc ban đầu phát tâm cho đến thành phật chọn không thối thất tâm bồ đề tất cả chư Phật tích tập vô lượng các công đức lành, đều hồi hướng về tánh nhất thiết trí nơi các thế gian chọn không nhiễm trước. Tất cả chư Phật đối với tu học ba nghiệp của chư Phật, chỉ tu hành hạnh Phật, chẳng tu hạnh nhị thừa, đều hồi hướng về tánh nhất thiết trí thành tựu vô thượng tránh đẳng bồ đề. Tất cả chư Phật phóng đại quang minh, quang minh đó bình đẳng, chiếu khắp tất cả mọi nơi và chiếu tất cả pháp của chư Phật, khiến cho các các Bồ Tát tâm được thanh tịnh viên mãn nhất thiết trí tất cả chư Phật xả lìa vui thế gian chẳng tham chẳng nhiễm mà nguyện khắp thế gian lìa khổ được vui không có các hí luận tất cả chư Phật thương các chúng sinh thọ đủ thứ khổ giữ gìn giống Phật tu hành cảnh giới Phật thoát khỏi sinh tử đến bậc thập lực đó là mười phật tử chư phật thế tôn có mười thứ vô chướng ngại trụ những gì là mười đó là tất cả chư phật đều có thể đến tất cả thế giới vô chướng ngại trụ tất cả chư phật đều có thể trụ ở trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ tất cả chư phật đều có thể đi đứng nằm ngồi trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ tất cả chư phật đều diễn nói chánh pháp trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ tất cả chư phật đều ở cung trời đâu xuất trong tất cả thế giới vô chướng ngại trụ, tất cả chư Phật đều có thể vào pháp giới tất cả ba đời vô chướng ngại trụ, tất cả chư Phật đều có thể ngồi tại tất cả đạo tràng trong pháp giới vô chướng ngại trụ.